Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: nhạc sĩ Nhật xác nhận vụ cắt tường không đạo nhạc của cô. Sau khi nhận được bằng chứng sáng tác Vết mưa từ nhạc sĩ Việt, Marika Takeuchi rút lại nghi vấn đạo nhạc và xem đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vũ Cát Tường đã chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu, làm bằng chứng cô là người sáng tác Vết mưa với nhạc sĩ Marika Takeuchi. Trong đó, nhạc sĩ Việt khẳng định bản demo sáng tác của mình có từ ngày 18 tây tháng 6 năm 2013, trước ngày nhạc sĩ Nhật tung sản phẩm Grand in the Park. Trong tài liệu, Cát Tường gửi văn bản bài hát có ghi giai điệu, vòng hòa âm, số chỉ nhịp và những mẫu piano mà cô đã dùng để sáng tác. Cô còn chụp ảnh màn hình email, bản demo trao đổi với nhà sản xuất và nhạc sĩ hòa âm Trọng Nguyên đính kèm trong tài liệu. Trong thư gửi Marika, Vũ Cát Tường chia sẻ rằng, là người làm nhạc được đào tạo bài bản, chúng ta đều có những mục đích và sứ mệnh riêng. Một điều thú vị đã diễn ra là chúng ta có sự đồng cảm ở sự việc sử dụng chất liệu thiên nhiên là mưa và các kỹ thuật phối piano, dù cách xử lý khác nhau. Cát Tường khẳng định đây không phải là một trường hợp hiếm hoi, vì vậy cô mong nhạc sĩ Nhật thấu hiểu điều này. Marika Takeuchi sau khi nhận thông tin từ vụ Cát Tường đã liên hệ với ekip của nhạc sĩ Việt và xác nhận đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chia sẻ với báo giới, nhạc sĩ Nhật nói, tôi đã tìm hiểu và dùng một phần mềm giúp xác nhận file MP3 mà vụ Cát Tường gửi đúng là được tạo ra vào ngày 18 tây tháng 6 năm 2013. Marika còn khen ngợi cách tiếp cận lịch sự và chuyên nghiệp của Vũ Cát Tường và mong sự việc này không ảnh hưởng đến những giá trị về sáng tác và nghệ thuật mà cả cô và Vũ Cát Tường đang theo đuổi. Trước đó vào ngày 15 tây tháng 8 trên trang cá nhân, Marika Takeuchi đã chia sẻ cô được người hâm mộ thông báo về ca khúc Vết mưa của Vũ Cát Tường nghe giống bản Grand in the Park của mình. Marika khi đó cho biết bản Grand in the Park được cô giới thiệu lần đầu vào ngày 26 tây tháng 6 năm 2013 trên trang chia sẻ nhạc SoundCloud. Trước khi ra mắt trong album nhạc không lời Rain Story vào ngày 11 tây tháng 11 năm 2014, ca khúc Vết mưa của Vũ Cát Tường tung ra năm 2014. Sự giống nhau giữa hai bản nhạc cùng thời điểm ra mắt khiến nhạc sĩ Nhật thắc mắc liệu đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Từ vụ ồn ào vừa qua, Vũ Cát Tường khẳng định cô sáng tác từ cảm xúc và trái tim, bởi âm nhạc là cách cô trải lòng với mọi người. Điều quan trọng nhất đối với cô là sự tin tưởng của khán giả. Còn bất kỳ sự hồ nghi nào cũng là chuyện thị phi khó tránh khỏi. Tôi mong những việc này qua nhanh, để tôi toàn tâm vào chương trình giọng hát Việt nhí mà tôi đang rất tâm huyết, cô nói. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.